Có anh, có năm anh chị em rồi, anh là con thứ tư. Nói chung anh vào đây tự lập, vào đây học sinh viên ấy, vừa học vừa làm, rồi mua đất xây nhà, ở nhà một mình một thời gian này, mới dần mẹ vào đây có 8-9 năm. À, đó. Anh tự lập mua được 2 nền đất rồi. Giỏi quá. Mời nhà trai. À, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. À, dạ. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Vâng, chào anh Quỳnh Linh và chị MC ạ. Chào cô chú, anh chị em và khán giả trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1986, quê quán ở Hà Tĩnh, nay cư trú và định cư làm việc ở Bình Phước. Em làm cán bộ quản lý bảo trì điện máy và nghề tay trái bất động sản. Rồi, bình tĩnh chưa? Dạ. Ngồi xuống, hít hơi thật sâu vô, thở ra. Em Bình Phước xuống đây đúng không? Dạ. Tôi quản lý về cái mặt đó là quản lý sao? Dạ, em quản lý bên bộ phận điện máy và máy móc ở công ty. Công ty là em quản lý hết. Dạ dạ. Rồi thời gian đâu đi làm môi giới bất động sản? Dạ, cái đó là nghề tay trái làm vào thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy nhật bán đất. Dạ. Bây giờ ở Bình Phước với ai? Dạ, em hiện tại đang ở Bình Phước với mẹ, chỉ có hai mẹ con ở một nhà. Dạ. Không có anh em ở chung? Tất cả anh chị em đều ra cửa nhà hết rồi. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào bạn nam bên kia, cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Ừ. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Như, em năm nay 34 tuổi. À, em đến từ Quảng Nam và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Em là một dược sĩ ạ. À. Hiện nay em làm bán ở nhà thuốc đúng không? Dạ, em làm công ty dược ạ. À. Em sống và em làm việc ở đây là ở dài. Dạ, em ở trọ. Ở một mình thôi hả? Dạ. Thí dụ giờ về Bình Phước làm dâu được không em gái? Dạ, em không ngại làm dâu anh Linh. Được. Ưu điểm khuyết điểm là của mình là gì em trai? Ưu điểm của em là siêng năng cần cù, ghét rượu bia và không hút thuốc. À, khuyết điểm của em là không thích nấu ăn, biết nấu ăn mà chỉ nấu ăn cho mình, cũng không muốn nấu ăn cho ai. Nữa là giờ về cũng không nấu ăn cho vợ luôn, vợ nấu ăn cho em mới được đúng không? Dạ, lúc đó thì có thể là một người một công việc thì có thể là có. À, thôi mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét thì em là một người chịu khó, chu đáo, biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Em thuộc kiểu phụ nữ của gia đình. À, ngoài ra thì em cũng kiểu một người có chí tiến thủ. Về điểm yếu thì em khá thẳng, em hơi thẳng thắn nên là đôi lúc em sẽ làm phật lòng người khác. Ngoài ra thì cũng hay suy nghĩ cho người khác đó, nên là đôi lúc mình sẽ nhận những cái phần thiệt thòi về cho bản thân mình. Em nấu ăn được không? Dạ được ạ. Em có thích nấu cho người khác không hay em chỉ nấu cho một mình em? Dạ em nấu cho mọi người. Tưởng em chỉ nấu cho một mình em thì cũng được, tại bên kia cũng chỉ nấu cho một mình ảnh thôi. Hai đứa về là tự nấu tự ăn, không ai phục vụ ai cả. Có vợ là phải nấu cho vợ ăn nha em. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Vừa làm việc này thì mình phải làm việc khác, nhặt rau rồi là làm cái này cái kia. Nhưng mà em có thích nấu cho vợ ăn không? Dạ có. À, nấu không nữa là mệt á. Đường tình duyên sao nè? Dạ em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là bé đó là có bầu với người ta, mà em cũng vì tình thương bình thường em cũng đưa về nhà ra mặt với gia đình, mẹ và anh chị không đồng ý, cũng vì thương bé đó quá đã đem lòng yêu gọi là mối tình đầu luôn. Là... anh hỏi lại nha. Dạ. Bé không có thai với người khác. Dạ. Lâu chưa vậy? Dạ cũng cái đây là 8-9 năm rồi. Lâu quá rồi hả? Dạ. Thương bé quá đưa về luôn. Dạ thương bé quá. Tức là bé người yêu mối tình người khác. Mối tình đầu. Mối tình đầu của em. Dạ. Là có thai với người khác. Dạ. Rồi sao chia tay? Vì không có gì cả mà người đó tự dưng ôm con bỏ đi rồi đi luôn, không một câu giả từ, gọi điện cũng không bốc máy, cũng đi tìm chỗ này chỗ kia rồi gọi là níu kéo 2-3 lần không được thì cho đi luôn. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là người đó làm giáo viên, cùng yêu nhau 2 năm mà vì là yêu xa, người đó không chấp nhận và chặn hết Facebook, Zalo và số điện thoại. Sao trắc trở vậy? Rồi mối tình thứ ba. Dạ mối tình thứ ba thì cũng quen nhau còn mấy tháng thì người đó thì không quen rồi thì chặn luôn. Ai chặn? Người bên kia. Sao ai cũng chặn em hết trơn mà vậy? Ai cũng đang quen cái không quen nữa vậy? Dạ không biết số phận lận đận sao không biết anh chị. Đời trai em lận đận quá hả? Dạ. Nói chung em vui thì em cũng cười, mà buồn em cũng cười. Lúc nào em cũng cười. Đó. Người ta thường là một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Dạ. Lúc nào cũng cười vậy đó? Dạ. Anh là buồn thúi ruột mà em nghe nói anh cũng cười. Rồi ế mấy năm rồi? Dạ cũng ế được 2-3 năm rồi. 2-3 năm mà lâu. Dạ. 2-3 năm nay không có cua ai trơn luôn hả? Tưởng 8-9 năm. Dạ không cua được ạ. Dạ. Không cua được hả? Thì sao vậy? Sao vậy sao mà không cua được? Em có tỏ tình với ai không? Có tỏ tình mà không được. Có tỏ tình mà không được. Tỏ sao? Em có lấy anh không?
từ lúc đó người ta bye bye luôn. Từ lúc đó người ta bye bye luôn. Tại vì người thật việc thật mà. Dạ. Anh hiểu rồi. Nãy giờ nghe cái câu chuyện của bạn trai bên kia, em thấy sao? Dạ không, không thấy sao vậy. Không có sao hả? Dạ. Đường tình duyên em sao? Có lận đận gì bên kia không? Em thì chỉ có một mối tình. Dạ. Mối tình cách đây cũng lâu rồi. Lúc đó là thời đi học. Sau khi đi học ra thì tụi em đi làm nên là bị yêu xa. Do đó nên cũng có những cái mâu thuẫn. Sau đó thì tụi em chia tay. Thì cách đây cũng 7-8 năm rồi. Sau đó thì em cũng không có quen ai. Có nghĩa là cũng tìm nhưng mà có những người mình thích họ nhưng mà không có thích mình. Còn những người mà thích mình thì mình lại không thích họ. Nói chung là cô dược sĩ này thì xinh xắn dễ thương. Bây giờ em muốn có người chồng lý tưởng với một mẫu hình như thế nào? Thì em cũng muốn gặp một người khó tính một chút, nghĩa là người kỹ tính một chút á. Ủa? Dạ, em nghĩ là những người khó tính thì họ sẽ có những cái yêu cầu nhất định. Thì em thích những người đó, vì em cũng có chí cầu tiến, em cũng mong gặp được một người cũng có chí cầu tiến. Là ai lấy chồng cũng muốn người dễ tính, cô lại lấy chồng muốn người khó tính. Cũng hay đó. Không hay đâu, thật ra lấy người chồng khó tính cũng mệt lắm em. Có nghĩa là khó tính là họ sẽ có những cái yêu cầu gì đó cho họ, chứ không phải là khó tính họ bắt mình phải làm theo họ. Dạ. Cái này cũng anh nghĩ chắc không ai cao qua khó tính qua em đâu, em là người rất là bản lĩnh. Dạ. Bởi vì nói khó được, tính... được câu đó tức đúng là rồi. Cô này cũng nói được câu đó thì cũng phải dữ dội lắm á. Đúng rồi. Bản lĩnh cá tính lắm á. Nhà trai là phải cẩn thận nha, để giờ đi qua. Nhà trai bên kia dễ tính lắm. Ủng hộ tinh thần nhà trai, có khó tính không em? Dạ em cũng trong gia đình trai cũng nói em là khó tính, mà đối với gặp ai em cũng hòa đồng. Giờ mình quen người nó là người thứ tư đó, giờ mình mong muốn cái người đó như thế nào? Em mong muốn một người phụ nữ là cũng bình thường, biết chăm lo cho gia đình, đối xử nội ngoại ok, biết san sẻ, gọi là chia sẻ làm nhau. Ừ, rồi có mong muốn ngoại hình như thế nào không? Chứ ngoại hình thì cũng bình thường. Bình thường. Thôi bây giờ thôi mình người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em gái đi với ai nè? Dạ em đi với các bạn cùng trọ và đồng nghiệp của em. Rồi chào các bạn. Dạ em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Chào em. Chào nhà trai cùng tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên cho em nhận xét một xíu về ngoại hình á, thì bạn trai này rất là sáng láng nha, hay cười, ánh mắt của bạn cũng nhiều cái ngại ngùng. Thì về ngoại hình em nghĩ là phù hợp với chị Như lắm. Còn về mặt tính cách thì hồi nãy giờ mà qua cái cách nói chuyện của bạn trai, qua cách bạn kể về những cái mối tình á, thì thấy bạn là một người rất là chất phác, chân thật. Mình có thể tin bạn này, bạn trai vẫn đang ở với mẹ. Thì em nghĩ chắc là bạn cũng sẽ rất là hiếu thảo. Em nghĩ là để mà hợp nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn sẽ không có. Thì mình sẽ cho nhau thêm cái cơ hội tìm hiểu những cái yếu tố mà nãy giờ em chia sẻ là em thấy có phù hợp với chị Như rồi đó. Mình cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Biết đâu đây sẽ là cái chân ái của cuộc đời mình. Cảm ơn nhà gái. Rồi nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em và em gái. Dạ chào nhà trai. Cô hôm nay nhiêu tuổi rồi cô? 75 tuổi. Cô có mấy trai mấy gái? Cô được hai trai ba gái. Bởi vì đối với con trai của ba, bây giờ ở với ba một mình, ba cũng nhiều khi buồn. Bây giờ đến đây thì sung sướng nhất là nhờ cả con giúp đỡ cho em được đôi vợ chồng hạnh phúc tốt. Cái ước mơ của ba là con được người dâu chân thật, trong mà hai con được sống với nhau được tốt, hạnh phúc tốt. Nói chung là con dâu được vui vẻ, là ba rất mừng. Dạ. Cảm ơn cả con. Rồi. Cảm ơn bà. Thôi mở rào thôi, để hai bạn trẻ gặp mặt đi rồi coi sao nha. Mở rào. Đứng lên sẵn đây nào. Mở rào xong là nhảy qua liền luôn. Dạ, anh tặng cho em. Dạ, anh cảm ơn ạ. Đây, anh tặng cho em một nụ hoa. Đây là nụ hoa là hy vọng của anh. Dạ. Tâm chân tình của anh. Dạ. Cùng em đi suốt cuộc đời này, nếu em cho anh cơ hội. Em cảm ơn. Dạ. Thì em tặng anh một cuốn sách. Em cũng hy vọng là sau khi đọc cuốn sách này thì anh có thể hiểu hơn được mình và cả phái nữ để có thể cải thiện hơn các mối quan hệ của anh là đối với các bạn nữ. Dạ. Cảm ơn. Tặng cuốn sách để hiểu hơn người phái nam là mệt lắm nha. Thôi hai bạn nói chuyện đi. Thì bạn gái cũng nhìn hiền. Dạ. Ngoại hình của anh thì em thấy nó cũng khác so với nãy giờ em tưởng tượng. Dạ. Hồi nãy em nghe mà quay anh là con thứ mấy trong nhà? Gia đình của anh có 5 anh chị em, anh là con thứ tư. Nói chung anh vào đây tự lập, vào đây học sinh viên á, vừa học vừa làm rồi mua đất xây nhà, ở nhà một mình một thời gian này mới dần mẹ vào đây có 8-9 năm. Dạ. Anh tự lập mua được 2 nền đất rồi. Giỏi quá. Bây giờ hiện tại anh đang ở Bình Phước à? Anh đang ở thị xã Kinh Thành Bình Phước. Cái chuyện hẹn hò sao đó? Dạ. Khoảng cách đó em thì đang sống ở Hồ Chí Minh thì không biết thời gian của anh như thế nào ta? Nếu em cho anh cơ hội thì anh có thể gặp em là thứ bảy hoặc chủ nhật. Dạ. Có thể là tuần một lần. Nếu anh bận thời gian còn về công việc thì có thể tuần 2 lần vì anh làm bên bất động sản. Dạ. Bất động sản mùa này nó cũng đứng rồi. Ba anh cũng khó lắm. Dạ, đầu năm cũng làm được 2 nền rồi đó hả? Dạ. Trời ơi, cũng hay quá hả?
Không biết là quan điểm của anh về hôn nhân như thế nào ta? Quan điểm của anh thì anh cần một người vợ hiền, thương yêu gia đình, thương yêu chồng, đối nội đối ngoại tốt, biết chia sẻ, dòng thì làm việc cùng nhau đi lên. Để cho anh cơ hội thì về với anh. Kinh tế thì em nắm kinh tế, vì tại vì anh làm ra tiền mà anh không giữ được tiền. Tiền vô hai miếng đất đó. À đúng rồi, hai miếng đất đó là khởi nghiệp của em. Đi học sinh viên mua được một miếng đất và xây nhà. Sau này đi làm bất động sản mua thêm một miếng nữa. Nói chung là dồn tiền mua đất hết rồi. Ừ. Bây giờ có đủ tiền lấy vợ không? Dạ đủ. Rồi đủ tiền nuôi vợ, nuôi con không? Dạ đủ. Đủ ha? À. Rồi bây giờ tiến tới cô gái nói thêm gì nữa đi. Nào em bước tới đi Nam. Em cho anh làm tay em. Dạ. Ừ. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện Nam thấy cô gái sao, tính tình sao, rồi trái tim mình có nhúc nhích rung rinh gì không? Em cũng dễ thương. Em nắm tay anh có rung không? Dạ không. Anh cũng vậy. Dạ. Anh thì người thật việc thật. Có sao nói vậy? Người ta thường nói là sự thật em mất lòng em. Anh thấy em thì cũng mến em. Ừ. Em cho anh kiểu hát tặng cô đó một bài đi. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này. Trọn đời xuân kiếp sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Thế thì mình chia làm hai nửa. Nửa đó cho đời và nửa cho em. Nửa cho em là tình yêu vĩnh cửu. Nửa cho đời là sống để yêu em. Anh mong được như vậy. Rồi, để bây ta giờ bấm đi. Nãy giờ thì chúng ta có thể vui, có thể đùa chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình, đưa ra quyết định chính xác. Nếu chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Còn nếu chúng ta cảm giác đây không phải của mình rồi, không có cơ hội, cũng không có gì để ấy thì thôi, đừng bấm nút, hãy sống thật với lòng mình. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Rồi. Cô gái không bấm. Không có những cái cảm xúc nào từ cô gái cả, đúng không em? Dạ. Em cần điều gì ở người đàn ông này, em có thể góp một cái ý kiến. Đúng rồi. Em cũng biết là để tạo dựng được một cái sự nghiệp thì chắc chắn là bạn cũng đã cố gắng rất nhiều và cũng phải rất là bản lĩnh. Tuy nhiên thì trong quá trình nói chuyện thì em mong muốn có một cái sự bản lĩnh mà em có thể nể phục hơn á. Thì em chưa thấy được điều đó. Anh có thể là rất là cố gắng. Tuy nhiên thì cái người mà em mong muốn có thể là người khác chứ không phải là anh không có ok. Đúng, dạ. Tức là không hợp với những dạ, cái gì rồi. Em mong muốn thôi. Dạ dạ. Ừ, có thể hợp với những nhiều người khác. Dạ. Em trai có một chút tiếc nuối gì không? Anh cũng nói rồi, em dễ thương. Em cho anh cười thì tốt, không thì mình làm bạn. Dạ. Bắt tay nhau đi. Dạ. Chị nghĩ là bạn trai sẽ có nhiều cơ hội để mà thể hiện cái bản lĩnh của mình cho bạn gái thấy. Tại vì cái thời gian ở trên đây chúng ta rất là ít. Đa số là chúng ta sẽ tập trung nói về cái cảm xúc, nói về cái tình cảm. Mà cái chuyện đó thì cái người mà không có giỏi ăn nói á, thì họ sẽ không thể hiện được. Đó, mà chàng trai đây là một ví dụ. Có thể là chúng ta không hợp với nhau thôi. Dạ. Đơn giản vậy. Tôi tin rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai hợp với cô gái này. Và rất nhiều cô gái sẽ hợp với chàng trai này. Hãy gửi thông tin về chúng tôi để chúng ta cùng bấm nút quý vị nhé. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép phù hợp với mình. Dạ. Nhút nhát trong lĩnh vực nói chuyện với mấy bạn nữ ấy chú. Dạ, nếu mà con chiến thắng bạn ấy thì con sẽ thất bại trong tình yêu. Hay lắm. Cũng phải là người cầu tí, ngoại hình thì cao một chút, đặt ra vẻ đàn ông cũng sáng sủa trẻ trung. Gì vậy? Rồi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái. Wow. Chất lừ luôn. Mời em trai giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào các vị khán giả trong trường quay và chào đàn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Hoàng Xuân Quang, sinh năm là 1992, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Nghề nghiệp là kỹ thuật viên điện mặt trời. Ở Ninh Thuận với ai? Dạ, con ở với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa Quang? Dạ, có mình con thôi. Lấy vợ về làm dâu đúng không? Dạ, nếu mà được vậy là tốt ạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái.
vậy? Hình ảnh một cô gái mà ôm cây đàn guitar mà rải những cái phím đàn thì tôi nói nó đã gì đâu là đã. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả và em xin chào hai MC. Em tên là Hà Hoàng Hiếu, năm nay 31 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên chứng thực xuất nhập khẩu. Em đang sống ở Thủ Đức ạ. Xuân Quang với Hoàng Hiếu cầm cái đàn guitar ngồi biển Ninh Thuận ha. Gió nhẹ nhẹ ha, biển sóng nhẹ nhàng, êm ái với tiếng đàn cất lên trời nó lãng mạn. Hy vọng rằng hai đứa sẽ có hình ảnh vậy nha. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn Hoàng Hiếu rất là nhiều. Bây giờ Xuân Quang nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho Hiếu với bên kia nghe đi. Ưu điểm của con là trung thực, làm việc có tinh thần trách nhiệm. Con còn tham gia hiến máu tình nguyện hay làm từ thiện nữa. Vậy là tốt ha. Điểm yếu của mình là gì Quang? Cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát trong lĩnh vực nói chuyện với mấy bạn nữ ấy chú. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái nào. Ưu điểm của em là hướng nội, chân thành, thẳng thắn và thích giúp đỡ người khác, có ý chí cầu tiến, luôn cố gắng nỗ lực để mà hoàn thiện bản thân mình. Điểm yếu của em là em cũng rụt rè, nhút nhát và cũng ngại giao tiếp với đám đông. Mỗi lần muốn giao tiếp với người khác mà em ngại, em không nói được là em đàm thôi đúng không? Đường tình duyên mình sao này Xuân Quang? Dạ, con này ít mối tình lắm ạ chú. Trước là quen có hai người thôi. Quen lâu không? Dạ, quen hồi học cấp 3 một người này. Ủa đó là Quang học đại học ở đâu? Dạ, con là học ở Thủ Đức ạ. Ủa sao học ở đây, không ở đây làm, về Ninh Thuận làm? Thực ra là con muốn làm ở sông Sài Gòn, nhưng mà ba mẹ thì kêu là giờ có mình con à, về muốn con làm gần gần nhà cho ba mẹ vui. Chứ ở Sài Gòn thì ba mẹ cũng nhớ, ngành nghề thì của con là về Ninh Thuận thì nó sẽ nhiều việc hơn. Đúng rồi, nhiều việc hơn. Sông Sài Gòn thì nó khá hiếm về ngành đấy. Ý là Ninh Thuận là nắng nhiều hơn, đúng, năng lượng tốt hơn đúng không? Dạ. Mối tình thứ hai là sao con? Quen cách đây khoảng một năm thôi. Cũng yêu nhau cũng sâu đậm khoảng nửa năm. Rồi con cũng không biết là lý do vì sao. Không được, bây giờ hai mối tình. Chú chưa thấy con tìm ra được cái nguyên nhân thì đến mối tình thứ ba mình không biết sao mình rút kinh nghiệm luôn á. Có thể là do con nhút nhát quá, yêu bạn ấy lâu rồi mà không dám thổ lộ. Đó cũng là một cái nguyên nhân. Khi trong tình yêu mình không có nói được cái lời yêu thương, hay là mình không có hành động cái gì mình nhút nhát quá thì đối phương cũng rất là lo. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về từng tình duyên của mình. Trước giờ em có trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là vào lúc khoảng năm ba đại học, em phát hiện ra bạn ấy có bắt cá hai tay, cho nên là em quyết định là nói rõ ràng xong rồi chia tay. 3 năm sau thì em cô em đến mối tình thứ hai, kiểu như người bạn này của em thì cũng đồng tuổi nhau, cãi nhau rồi im lặng luôn, rồi tự kết thúc luôn. Trời đất ơi. Quang có hay cãi nhau bạn gái không? Dạ không ạ chú, nhường như bạn gái. Nếu như bạn bên kia cãi với con thì con sao? Quyết liệt để chiến thắng bạn nữ trong cái việc cãi nhau không? Dạ nếu mà con chiến thắng bạn ấy thì con sẽ thất bại trong tình yêu. Hay lắm. Trời chào, hay quá đàn, hay quá. Mình học đàn lâu chưa? Dạ em học đàn lúc nhỏ, lớn lên thì em không có học nữa, mà em chỉ lâu lâu đánh cho vui thôi. Một cô gái xinh xắn, đàn hay, được. Mẫu hình lý tưởng sao nè? Tiêu chí của em là người đó phải là người chính chắn, trưởng thành, biết quan tâm đến gia đình và cũng phải là người cầu tiến. Ngoại hình thì cao một chút, tách ra vẻ đàn ông, cũng sáng sủa trẻ trung. Bộ đàn ông giờ nhìn ra vẻ đàn bà lắm nè. Đàn ông nhìn ra vẻ đàn ông, nhìn nó đậm đà đó, manly chứ không phải là baby. Đẹp trai phong trần đó. Nghe bạn gái bên kia chia sẻ về cái hình mẫu của một người đàn ông cũng như là tính tình mà bạn ấy mong muốn thì em thấy là em có đáp ứng được hay không, được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng khoảng 95%. Rất là tự tin đó. Thôi thế còn em thì sao, hình mẫu bạn gái em là gì? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là bạn nữ là hiền lành, dễ thương, yêu thương bạn trai cũng như là gia đình của bạn trai. Mình có yêu thương người ta mới yêu thương mình. Dạ đúng rồi chú. Có công việc ổn định và nếu mà biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Giờ không biết nấu ăn chỉ biết đàn thôi. Dạ. Được không? Nếu mà không biết thì em chỉ cho bạn ấy nấu. Đó. Ok. Bây giờ mình hỏi hai bên gia đình đi. Chàng trai đi với ai? Dạ đáng lẽ là em đi với mẹ nhưng mà bữa nay là mẹ em bị đau chân ấy. Không đi được. Rồi có anh Quyền Linh hỗ trợ cho. Bên mình đi với ai? Thì em đi với hai dì. Có hai dì à? Dạ, chào hai dì.
Dạ, xin chào anh Linh và Ngọc Lan. Dạ. Thì hồi nãy giờ thì nghe hai cháu chia sẻ thì thấy rất là hai cháu rất là hòa hợp với nhau. Nhà trai thì con yên tâm là những cái yêu cầu mà con đặt ra và bên nhà gái đáp ứng đầy đủ. Và coi như hả, dì cũng mong muốn là hai đứa tạo điều kiện cho nhau để đến với nhau và tìm hiểu sâu hơn. Dì xin cảm ơn. Cảm ơn dì. Dì thấy nhà trai sao nè? Cái ở nhà trai là nhìn con hả, phong độ con có. Và coi như hả, cái khi con chia sẻ thì dì thấy con có tính cầu tiến. Và coi như cái sự điềm tĩnh và hả, chín chắn của con thì nó sẽ tạo một cái nền tảng cho cái gia đình sau này sẽ êm ấm. Và những cái con chia sẻ đó thì gia đình nhà gái rất là an tâm để mà hả, mong muốn là coi như hai đứa về với nhau. Hay quá. Cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi mình mở rào cho hai để gặp mặt đi ha. Mở rào. Chào em. Dạ, em chào anh. Anh có món quà quê. Dạ. Tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Đó là cái ly gỗ và cái muỗng gỗ. Trên ly thì em có đặt khắc chữ nice to meet you, giống như lời chào. Rất vui được gặp anh. Anh cảm ơn em. Dạ. Em chia sẻ trước về em. Thật ra thì tính của cách của em thì có phần hơi thụ động trong tình yêu á. Em thường hay mong muốn thì bên nhà trai sẽ là người chủ động dẫn dắt một mối quan hệ. Bây giờ là anh cũng gọi là chứng trạc, anh muốn là một tình yêu nghiêm túc. Anh quen rồi anh sẽ đi tới xa hơn. Một tháng thì anh vô thăm em được 1-2 lần thì em có đồng ý không? Anh sống và làm việc ở Ninh Thuận luôn. Đúng rồi em. Là anh không có ý định vào thành phố Hồ Chí Minh nữa. Tại vì trước là anh ở Sài Gòn 3 năm, anh cũng muốn về quê cho nó gần. Với lại bố mẹ thì cũng kêu là giờ có một mình thôi, về với bố mẹ cho gần rồi lấy vợ rồi xây nhà, yên bề gia thất rồi mình kinh doanh thêm. Chứ không, anh không muốn là đi làm thuê cho người ta biết. Dạ, thật ra em nghĩ thì cái khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa đường đi mà là cái khoảng cách giữa trong lòng của hai người. Nếu như mà em với anh mà có thể nói chuyện, có chia sẻ sự quan tâm lẫn nhau thì em nghĩ thì một tháng một hai lần thì có thể. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như nào nhỉ? Em có thể nhắc lại không? Dạ, thật ra thì em thấy như anh thì cũng không khác gì mấy cho những gì em tưởng tượng, nhưng mà em mong là người đó của em có thể là mạnh mẽ hơn một chút và cứng rắn hơn một chút, cũng như là quyết đoán hơn một chút. Anh cảm ơn, anh sẽ ghi nhận điều đó và anh sẽ cố gắng. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, hai bạn trao đổi với nhau luôn đi. Anh mong muốn là sau này khi mà kết hôn ấy, thì em về ở chung với anh. Thì nếu mà em không thích ở chung với bố mẹ thì hai đứa ra ở riêng. Nhưng mà không phải là ở tách biệt, tức là vẫn ở trong một cái khu đất đấy và xây cái nhà khác. Em cảm thấy sao? Con cái mình thì cũng phải lúc nào cũng phải hướng đến ba mẹ mình, cũng phải quan tâm đến ba mẹ. Thì đó là điều em không có thắc mắc. Nhưng mà bởi vì em ở đây thì công việc của em thì hiện tại là cũng đi làm nhân viên thôi. Với lại em cũng không có tài kinh doanh hay là gì hết. Cho nên nếu em về Ninh Thuận thì em cũng không biết là em sẽ làm gì để mà tự độc lập, tự nuôi bản thân mình đó. Cái đó thì anh có hướng đi rồi. Anh tính là sau này lên Phan Giang mình sẽ mở shop quần áo này, hoặc là kinh doanh về ăn uống gì đó. Ở chỗ anh là giờ nó đang phát triển về cái du lịch ấy em. Cái hướng của anh là lâu dài là như vậy. Đó. Rủi như nếu như mà kinh doanh không được thì sao anh? Thì người ta nói là phải thử mới biết được em. Đó, sẽ có thất bại rồi mình làm lại. Đó, người thành công là họ có lối đi riêng mà em. Bạn trai nó hay đó. Rồi bây giờ tiến gần nhau hơn để chúng ta có thể giao lưu về mặt cảm xúc với nhau, nắm tay nhau. Tay anh hơi lạnh. Yeah. Rồi mình nắm như vậy nè, đó. Nếu mà về chung sống ấy thì lúc mà em nóng giận thì anh sẽ ít nói lại, mà cũng ngược lại anh có điều gì mà lỡ nóng giận ấy thì em cũng bỏ qua cho anh. Tại vì cuộc sống đâu phải ai là người hoàn hảo đâu. Đôi khi mình gặp áp lực trong cuộc sống ấy thì anh mong muốn là mình sẽ cảm thông cho nhau và bỏ qua cho nhau những lúc cơm không lành canh không ngọt ấy. Trong chuyện tình cảm thì quan trọng nhất là phải có sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng bởi vì bản thân tính cách của em thì có phần nóng nảy và cũng hơi bướng nữa, cho nên là em nghĩ là cái số lần mà anh phải nhìn em giữa em chắc là sẽ nhiều hơn. Cho nên là hy vọng là cả anh và em những lúc đó mình cứ cùng ngồi lại và sẽ cùng tìm ra cái
nguyên nhân của vấn đề ở đâu, chứ không thể là im lặng rồi để nó trôi xong. Anh cảm ơn em. Tất cả lòng của anh là anh muốn em dành cho anh một cơ hội để tìm hiểu em và có thể đi tới lâu dài. Đó là mong muốn của anh. Tại vì anh cảm thấy em rất là phù hợp với anh. Em rất là dễ thương. Yeah. Hay lắm. Hay lắm Quang. Về ghế đi. Sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan, các bạn sẽ đưa ra quyết định của bản thân mình nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Bạn bấm cùng lúc. Rất đẹp. Kính thức. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ, đúng đối tượng rồi đó. Con cảm thấy bạn ấy đang run. Bạn ấy run vì con cũng làm hơi quá mạnh dạn chút xíu. Không thể thiếu một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt này đó Quang. Em cho phép anh được hôn em vào má được không nhỉ? Dạ được. Dạ con xin phép hai dì ạ. Rất đẹp đôi luôn đó hai dì. Thôi hai người hai đứa thấy được á, cho nhau cơ hội, người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa rồi, nha. Ok vậy cái ngồi đi đúng lập được rồi đó nha. Nãy giờ mình nói chuyện thôi, ai cũng sợ không dám đụng. Bây giờ mình quyết định nè, mình cho nhau cơ hội hay không là do các bạn, quyết định định được hay không là cũng do các bạn. Rồi nếu thấy được vậy cái ngồi đi, như gì mình suy nghĩ. Nãy giờ mình nói chuyện thôi ha, bây giờ mình quyết định nè, tiến xa hơn, mình cho nhau cơ hội hay không là do các bạn, quyết định định được hay không là cũng do các bạn. Nếu thấy được đúng 2, như gì mình suy nghĩ 3. Đây là một nửa yêu thương vô của luôn. Mình để mình tìm hiểu, mình tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm với chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Mẹ vô luôn. Quá đẹp đôi luôn. Gì thế được gì. Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Đang tay rồi, đang tay rồi. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, đất luôn, nhớ chăm sóc. Mẹ thấy sao mẹ? Nhau nha. À, thành phố Hồ Chí Minh quá đẹp đôi luôn, gì thấy được gì được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Rồi chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. À, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức với lại Bà Rịa Vũng Tàu không có xa đâu, yêu nhau nó còn gần hơn nữa. Đây là bộ liên lạc Yurika, và cố gắng gọi là nói chuyện thật nhiều để hiểu nhau nhiều hơn nha. Đây là xà bông của chú Quyền Linh sản xuất, nước rửa tay, nước bây giờ là chúng ta dành tặng thấy hình chú Linh là biết xà bông rồi. Là sáng làm MC tối đi bán xà bông. Bởi vậy mệt vậy đó. Đây là bộ son Yurika do Happyna Kiwi gửi tặng cho bạn gái. Đây là xà bông của chú Quyền Linh sản xuất, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn ra chợ thấy hình chú Linh là biết xà bông rồi. Là sáng làm MC tối đi bán xà bông. Bởi vậy mệt vậy đó. Tặng xài ha. Vài bữa xài hết, nói ba mẹ mua ủng hộ chú Linh hôm nay ế quá. Sử dụng dịch bán hàng được phụ huynh nha. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là hai cái bếp từ Toshiba. Coi nó bể nha. Về mình có thể sử dụng tặng cho phụ huynh nha. Tôi lấy ba cục rồi đó. Hai. Hai cục cho hai nhỏ với cục kia. Rồi. Sô cô la ngọt ngào như tình yêu của hai đứa. Hai đứa vẫn giữ lấy nơi nào coi chừng nó bể nha. Đây dừng lan cầm cho. Hay. Dắt tôi lấy ba cục rồi đó, hai cục cho hai nhỏ với cục cho chú. Rồi cảm ơn, được quá. Mời hai đứa dẫn đi nơi nào hai đứa thích. Đúng đi. Chị cầm đồ xuống cho, dắt bạn xuống đi. Chị cầm đồ xuống cho hai đứa, nó hiền khô à. Trời ơi. Như vậy là cặp đôi đầu được tiên quá gì ha, họ đã có duyên với nhau. Còn nữa nha, bây giờ chỉ cần mượn nợ nhau là có nợ. Hỗ trợ cho tụi nó nha, chúc kết nối cho nó gần nhau hơn rồi. Để nó không bao giờ hai đứa nó hiền. Chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Trời, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã có duyên với nhau quý vị, bây giờ chỉ cần mượn nợ nhau là có xin nợ. Xin mời nhà gái, chúc cho hai đứa sẽ sớm thành đôi. Không bao giờ, chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời, mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời đem trai. Chào bạn gái. Ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Mời nhà trai. Xin chào. Mời em trai. Rồi chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Xin chào. Rồi bạn Trang 33 tuổi, quê Bình Định, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 đúng không? Quận 9. Làm nghề gì? Dạ kinh doanh online ạ. À kinh doanh online. Mời em trai. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Rồi bạn Trang 33 tuổi, quê Bình Định, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 đúng không? Quận 9. Dạ, làm nghề gì? Bạn. Dạ kinh doanh online ạ. À kinh doanh online. Mời em trai.
Quận 9 luôn hả? Trời ơi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn hỏi quen đi, nhau quá. Dạ chào bạn. Ở chỗ nào coi có gần nhau không? Quận 9 luôn hả? Trời ơi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn quen nhau quá. Cũng như hai bạn này mở rào ra nào biết có gần nhau quá. Em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Em là sửa chữa luôn đúng không? Nghề này ngon hot sạc bền đúng không? Nghề vậy là khỏe rồi. Trời, tôi nghi hai bạn này mở rào ra cái thì biết nhau quá. Nghề này là hiện nay em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Dạy sửa anh dạy sửa vài cái thôi nha. Em là sửa chữa luôn đúng không? Kệ, nghề này ngon hot nha. Được miếng nào. Nghề này là nghề này học cũng tốn tiền lắm đó. Nghề này là hiện nay ngon đó, bữa nào chỉ anh dạy sửa vài cái thôi nha. Khó không? Kệ của chị, anh học tới đâu học được miếng nào hay miếng đó, chạy ô tô hư hoài sửa hoài tốn tiền quá. Rồi bạn gái mình có ưu điểm gì nè? Mãi ha. Dạ em có ưu điểm là em hòa đồng vui vẻ và có thể nói chuyện với người lạ. Em biết quan tâm yêu thương bên cạnh khi được yêu thương bên cạnh. Em sợ hay sao? Dạ, ưu điểm của em là em nắm tránh mà. Chứ bình thường em di chuyển bằng gì? Trời ơi. Thôi, hy vọng là sau chương trình này em sẽ có người đưa đón em đi. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi ta có xe rồi chưa biết. Chứ bình thường gì chuyện gì. Rồi bây giờ em cho nhà gái thôi, biết là hy vọng là sau chương trình này sẽ có người đưa đón em đi. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi ta có xe rồi chưa biết. Ha em trai ha. Rồi bây giờ em cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Được. Em sống ở quận 9 với ai? Cửa hàng đó của em luôn. Em quản lý luôn đúng không? Vừa quản lý luôn. Tốt. Khỏe rồi. Gia đình em ở đâu? Em sống ở quận 9 với ai? Em đang ở Còn mình mẹ Bình Phước. Cửa hàng đó của em luôn. Em quản lý luôn đúng không? Vừa quản lý luôn. Vậy là khỏe rồi. Gia đình em ở đâu? Vậy là hai anh em ở thành phố. Rồi. Bây giờ thì còn mình mẹ Bình Phước, anh chị em thế nào? Tình yêu của mình đi cho nhà gái nghe đi. Là ở Bình Phước luôn hả? Vậy là hai anh em ở thành phố. Rồi bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi cho nhà gái nghe đi. Em có gia đình rồi. Em có gia đình rồi. Quen nhau bao lâu thì cưới? Một năm rồi ở nhau bao lâu? 4-5 năm. Có mấy cháu rồi? Trai hay gái? 4-5 năm quen nhau cũng. Quen nhau bao lâu thì cưới? 5 năm rồi. Một năm rồi ở nhau bao lâu? Là tình yêu không đủ lớn để có thể. 4-5 năm. Có mấy cháu rồi? Trai hay gái? Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? 4-5 năm quen nhau cũng 1 năm nữa là cũng 20 năm rồi. Vậy thì cuối cùng là tình yêu không đủ lớn để có thể giữ lại cái cuộc hôn nhân đó đúng không? Mẹ ở gần quận 9 không? Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? Bao lâu mới gặp con 1 lần? 20, năm nay 2 năm rồi. Sao vậy? Rồi con ai nuôi? Ở với mẹ. Mẹ ở gần quận 9 không? Bình Thạnh. Bao lâu mới gặp con 1 lần? Thôi cố gắng liên lạc gặp con ha. Rồi đó là cái tình trạng bên nhà trai đó. Nhà gái mình thấy làm sao cơ? Thôi cố gắng liên lạc gặp con ha. Gái... Thôi đó là cái tình trạng của bên nhà trai đó. Gọi là một cái khó khăn. Nhà gái mình thấy làm sao cơ? Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Không có gây cho em một cái gọi là một cái khó khăn gì hết đúng không? Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Trung duyên quá vậy em.
bên kia cũng đã ly hôn. Cưới nhau xong rồi em mới phát hiện ra sao mà nó trung chuyên quá vậy em. Bên kia cũng đã ly hôn. Cưới nhau xong rồi em mới phát hiện ra mình không có người thứ ba mà nói nhiều khi ta không hay nha. Thì dĩ nhiên là chúng ta nói về một cái người vắng mặt thì nó là cái điều không tốt. Đúng rồi, thôi coi như là số mệnh đi ha. Mình không có người thứ ba mà nói. Bên đây là có một em bé gần 9 tuổi rồi. Không hay, ly hôn lâu chưa? Thì dĩ nhiên là chúng ta nói về một cái bạn này là ly thì nó là cái điều rồi. Và bạn nhưng mà không có ý định tái hôn nên bạn cũng không có làm. Mình cũng phải đối diện với nó. Bên đây là có một em bé gần 9 tuổi rồi, cuộc đời của bạn. Ly hôn lâu chưa? Là bạn mới bắt đầu làm giấy tờ từ năm ngoái và đã ra. Bạn này là ly thân là 5 năm rồi và bạn cũng không có ý định tái hôn nên bạn cũng không có làm giấy tờ. Để giấy tờ như vậy luôn nhưng mà bây giờ thì bạn mới quyết định là bạn sống cuộc đời của bạn. Nên là bạn mới bắt đầu làm giấy tờ từ năm ngoái và đã hoàn tất rồi. Tức là về mặt pháp sống dài. Lỡ một chuyến đò thôi giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái mẫu lý tưởng của em con gửi bà ngoại ha. Nói cho chị biết rồi. Thôi, ra có bà ngoại là tuyệt vời. Mỗi người đã lỡ một chuyến đò thôi giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào em nói cho chị biết rồi. Yêu thương bao dung lãng mạn chút được không em trai? Em lãng mạn lắm hả? Rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Yêu thương bao dung lãng mạn chút được không em trai? Có không? Em lãng mạn lắm hả? Nhiều không? Rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Giờ bỏ được không? Thích hút thuốc, nhậu nhẹt, nhậu thì cũng được nhưng mà đừng có quá lắm. Hút thuốc có không? Có hả? Nhiều không? Giờ bỏ được không? Giờ mai mốt ví dụ như có bà mà không chịu được phải bỏ đó. Còn mình muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Đúng rồi, giờ mai mốt ví dụ như có bà mà không chịu được phải bỏ đó. Còn mình muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Rồi, để chút coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Chứ tôi thấy bạn gái rất là xinh luôn á nha. Chào nhà trai. Xinh đẹp luôn. Ta thường nói là phụ nữ gọi gái là một con đó. Hồng nhan bạc phận. Rồi, gái để chút coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Gái một chứ tôi thấy bạn gái rất là xinh luôn á nha. Chào nhà trai. Mút luôn. Chơi vui thôi. Xinh đẹp luôn. Là gái con, ta gái thường nói là phụ nữ quan trọng gái là một con đó. Hồng nhan bạc phận là được rồi. Gái một con. Trong mòn con mắt. Thí dụ như bây giờ muốn tái hôn á thì em có mút chơi vui thôi thật ra là gái con hay gái không? Hai con gì cũng quan trọng là cái tâm hồn đúng. Của người ta thôi đẹp là được rồi đúng không? Thí dụ như bây giờ muốn tái năm hôn nay. Á thì đó, em có muốn liền không? Được không năm hai năm có tiêu chí gì không? Năm nay bên năm nay đó năm nay đó mình có nhắm được không? Giờ rất là dễ thương. Anh bảo đảm em gặp cô gái là có tình cảm ngay. Một cái gái suy nghĩ giờ rất là dễ thương. Lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn đó. Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Bạn trai đi ngay cưng. Bạn trai suy nghĩ như vậy cũng tốt. Dịch giáo hả? Lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn đó. Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em bạn trai đi ngay cưng. Ở Bình Định là ở đâu? Dịch giáo hả? Hồng Sơn. Rồi. Như vậy họ đưa em gái. Mở rào gái cho hai người gặp thôi. Yên tâm. Mở rào. Mình đi với ai em? Học mình luôn đúng không? Ở Bình Định là ở đâu? Nhạc này cà giật cà chọt quá. Rồi. Các bạn. Rồi. Anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn mở rào cho hai người gặp thôi. Mở rào. Đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm rồi. Nào, bắt đầu đi. Âm nhạc làm gì hụt hẫng như vậy? Nhạc này cà giật cà chọt quá. Rồi, các bạn. Anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn có thể quyết định cuộc đời của mình rồi đó. Ha. Đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm rồi. Nào, bắt đầu đi.
Rồi, hai bạn về chỗ. Đứng đó nhận quà. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Rồi, hai bạn về chỗ. Đây chị cầm hoa cho. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Đúng rồi, người Bình Định thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm em ơi. Anh cũng rất mê Bình Định luôn. Đúng rồi, người Bình Định thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm em ơi. Anh cũng rất mê Bình Định luôn. Còn có mẹ thôi, một mình mẹ Bình Phước thôi. Còn có mẹ thôi, một mình mẹ Bình Phước thôi. Phụ nữ nó vậy đó mọi người ơi. Phụ nữ nó vậy đó mọi người ơi. Thank you.
thấy ông Mai từ bên đó hơi hơi e dè đúng không? Thật ra thì chị chia sẻ với em như thế này nè, cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian tôi thấy lâu dài ở phía sau ông này Mai nữa, từ bên đó hơi trên sân khấu này, trên sân khấu này chúng ta chỉ hơi e dè đúng không về tính cách của nhau thôi. Thật ra thì chị chia sẻ với em như thế này nè, cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian nó lâu dài ở phía sau này nữa, chứ không phải là ở trên sân khấu này. Trên sân khấu này chúng ta chỉ có thể nói với nhau sơ bộ về tính cách của nhau thôi, để coi chúng ta có bấm nút hay không. Nhưng mà chị chia sẻ, chị không biết là những điều em nói là em nói thiệt hay là em nói đùa, nhưng mà theo quan điểm của chị là một người đã từng đổ vỡ và một người đã từng yêu rất nhiều, hòa nhập thì chị nghĩ nếu như em muốn có một cái gia đình mà đừng ép người khác rằng như em mong muốn, em muốn có một cái cuộc sống nó bình yên thì mình nên những bạn trẻ hạ cái tôi mình xuống một tí xíu 18, 19 để nó hòa nhập với thì các bạn những cái người xung quanh mình nữa, còn thời gian để các bạn mình đừng ép người khác rằng là mỗi khi cãi nhau mình phải là đúng, cái đó là nó chỉ phù hợp với lại những bạn trẻ, những bạn mà 18, 19, 20 á, kiểu vậy thì các bạn còn trẻ, các bạn còn thời gian để các bạn làm việc đó. Cả là hai nhưng mà bây giờ nhau, mình là cũng cảm cha con, bản thân em cũng đã có một gia đình rồi, cũng đã có một đứa con rồi, đã gọi thì là những cái việc đó nhau, mình trưởng thành rồi thì mình phải biết cái nào đúng cái nào sai. Dĩ nhiên trong một cái cuộc tranh luận, trong cái chuyện tình cảm, kể cả là hai người yêu nhau hay là tình cảm cha con, tình cảm bạn bè đi chăng nữa, chúng ta không phân định. Em đừng nói em không sợ, đã gọi là cảm xúc với nhau thì nó không phải là thật sai mà là chúng ta quạ. Thì rất là cảm ơn bạn này, thì rất cảm ơn bạn này là nếu mà em nói vậy là thật, nhưng mà ở đây em chỉ muốn chia sẻ về nơi em đang muốn có một cái cuộc chưa chắc sợ. Em đừng nói em không sợ, chưa chắc sợ, quay ra nói thật tất cả mọi thứ bây giờ thì rất là cảm ơn bạn này, rất cảm ơn bạn này là vì bạn này rất là thật, nhưng mà ở đây em chỉ muốn chia sẻ về về nếu mà chúng ta muốn có một cái cuộc sống nó lâu dài hơn một chút thì cái đó chúng ta nên chỉnh điều chỉnh, cho dù là chị nói thiệt đó, chị chia sẻ rất là thật lòng, bởi vì đừng có bảo vệ cái tôi của mình nó nhiều quá, nó sẽ rất sâu, sẽ có những cái điều em sẽ rất là hối hận, cái này là chị nói thiệt. Thì người ta sẽ cho dù lúc đó em có nóc nhà rồi đó, cho dù lúc đó em đúng đi chăng nữa mà em cứ cố em dành cái phần đúng của mình thì nó rất là khó. Một lần hai lần người ta có thể nhường nhịn em được, nhưng gặp cái lúc mà người ta vấn đề tâm lý, cái đó là cái mà chị chia sẻ, thì người ta sẽ không. À, nhưng mà ví dụ như bạn gái nói vậy em tràn đi nó sẽ làm cho người ta cảm thấy ủa sao mình thỏa thuận nhau mà ok lúc anh nóng lên thì anh cứ cho đúng đi rồi em nghĩ cho cái mà chúng ta đang cố gắng em hiểu không? Thí dụ cái đó là cái mà chị chia sẻ rất là thật lòng. À, nhưng mà thí dụ như bạn gái nói vậy em có thể chịu được không? Ví dụ giờ mình thỏa thuận nhau mà ok lúc anh nóng lên thì anh cứ cho em đúng đi rồi đúng cái quan trọng là các bạn có bình tĩnh để mà nói chuyện được với nhau ngay tại thời điểm đó hay không, tùy theo lúc nào nhà có nóc, lúc bão rồi có nóc cũng khó lắm á. Đúng cái nhà là phải có nóc, nhưng cái nóc đó mình phải quan trọng là các bạn làm có để mình bảo vệ.